Hai mẹ con giáo viên tiểu học tử vong tại nhà do vết cắt trên cổ cháu H là học sinh trường một trường trung học phổ thông, vừa thi xong tốt nghiệp xong, còn bà T là giáo viên trường tiểu học. Sáng ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Nạn nhân có vết dao cứa ở vùng cổ được xác định là bà LTT, 49 tuổi, giáo tiểu học và con trai là HVH, 18 tuổi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 7, con gái nạn nhân ngủ dậy đi xuống bếp thì phát hiện mẹ mình nằm sấp và tử vong. Cháu bé chạy đến phòng ngủ của anh trai để báo sự việc thì thấy anh trai cũng đã tử vong trên giường với vết thương và con dao còn trên cổ. Cháu gái hốt hoảng chạy ra ngoài hô hoán người xung quanh giúp đỡ. Theo một số người hàng xóm, vụ việc xảy ra trong lúc chồng của nạn nhân không có ở nhà. Trước đó, giữa hai mẹ con có xảy ra cự cãi, to tiếng. Cháu H là học sinh trường một trường trung học phổ thông, vừa thi xong tốt nghiệp xong. Còn bà T là giáo viên trường tiểu học. Nghi vấn nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này bước đầu đang được làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Thành đến bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định, thanh niên mắc COVID-19 lây bệnh cho hàng loạt người thân người thứ 4 và cũng là thành viên cuối cùng trong nhà bệnh nhân 20.509 ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã được cơ quan chức năng xác định mắc COVID-19 trưa ngày 10 tháng 7. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về trường hợp dương tính SARS của ngày thứ 18 được ghi nhận trên địa bàn. Đây là bệnh nhân 26.636 đã được Bộ Y tế công bố, sống cùng nhà với 3 bệnh nhân 20.509, 20.510 và 20.511 cùng ngụ khu phố Thành Xuân Đông, phường Hoài Hương. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân 20.509 là TLN, 23 tuổi, nhân viên bán hàng của một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 6, N từ thành phố Thủ Đức đến ngã ba Vũng Tàu đón xe khách về Bình Định. Ngày 18 tháng 6, sau khi về đến nhà, N đến trạm y tế phường Hoài Hương khai báo y tế và được cơ quan này ra quyết định cách ly tại nhà. Thời gian từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, trong quá trình cách ly, N đã tiếp xúc thường xuyên với cha mẹ và em trai. Ngoài ra, N còn thường xuyên đến nhà bạn gái và tiếp xúc với nhiều người trong gia đình cô này. Ngày 25 tháng 6, N đến ăn dỗ ở nhà cậu của mình tại khu phố Ca Công, phường Hoài Hương và tiếp xúc với nhiều người. Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, N đến nhà nhiều người quen ở địa phương xem bóng đá và tiếp xúc nhiều người. Sáng mùng 3 tháng 7, N đến chốt xét nghiệm Hoài Tân làm xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính nên được chuyển đến cách ly tại trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn. Ngày mùng 5 tháng 7, N có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế gắn mã bệnh nhân 20.509. Cùng ngày, ba người còn lại trong nhà TLN gia, mẹ và em trai được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai người dương tính là bệnh nhân 20.510 và bệnh nhân 20.511. Kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh nhân 26.636 khi đó vẫn âm tính. Đến sáng ngày 10 tháng 7, kết quả xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp lần 2 đã dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 6 tháng 7, Công an thị xã Hoài Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với TLN về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế với số tiền 7,5 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay, Bình Định có 18 ca mắc COVID-19, trong đó có 17 ca ở thị xã Hoài Nhơn và 1 ca ở huyện Phù Mỹ.